Rồi, em chào các chị mình nha. Tranh thủ hôm nay mình vào xanh đầm cả nhà ơi. Tiếp tục chuyên mục ngày hôm nay ha, sale hàng loạt mẫu hot hit cho các chị mình đây. Và chị nào mà mình thích mẫu đầm nào nhớ tranh thủ là mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt nha cả nhà. Vì chương trình sale này em chỉ giới hạn ở trên trực tiếp trên livestream thôi, không áp dụng bên ngoài nha cả nhà. Rồi, tranh thủ đầu tiên thì em sẽ lên trước cho mình mẫu này. Nó sẽ có hai màu cho các chị mình lựa chọn luôn. Cả nhà ơi, mẫu đầm maxi này thì hiện tại giá vẫn đang bán là 349.000 đồng. Nhưng trong live ngày hôm nay, các chị được chốt ngay với giá đặc biệt ạ. Chỉ còn có giá là 249.000 đồng thôi. Rồi, bây giờ chị nào mà mình lấy mẫu đầm em đang mặc đây thì mình nhớ nhanh tay lên đơn sớm cho em nha. 1667 là mẫu màu xanh đầm em đang mặc. Và 1668 là xanh nhạt đây. Sẽ có hai màu cho các chị mình lựa chọn nha cả nhà. Rồi, chị nào mình lấy mẫu nào nhanh tay nha các chị ơi. Màu nào cũng xinh hết, không thì lấy luôn hai màu luôn đi các chị. Thay đổi, em đầm này nó sẽ được bao chun phía đằng sau nhé. Và phía trước thì em may cổ đắp chéo và may liền luôn. Còn phía tà nó sẽ là được xẻ như thế này. Bên trong có lớp lót thun cô tông. Đây này cả nhà ơi. Đó, đẹp chưa? Form xòe rất là rộng nha. Và có túi hai bên cho các chị mình đây. Rồi, hiện tại là đang có hai màu. Và hai màu này em đều có đầy đủ size nhé. 40kg đến 68kg có size vừa luôn. Giá đang bán là 349.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay các chị chốt hàng trên line này sẽ được sale với giá chỉ có là 249.000 nha. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay là hàng sớm nha cả nhà ơi. Rồi, đợt này có thắt lưng các chị ơi. Thắt lưng này lên mã cho em là TL11 nhé. TL11 kèm số điện thoại giúp em ạ. 50.000 cái thắt lưng này thôi các chị ơi. Siêu rẻ nha. Thắt lưng da khóa kim loại. Thắt lưng da khóa kim loại nha, chỉ có là 50.000 thôi. Rồi, chị nào lấy thì mình nhanh tay đặt hàng sớm được luôn nha, để chốt hàng nha cả nhà. Các chị ơi, đợt vừa rồi chị nào đặt mũ 04 mà hết hàng á, thì bây giờ các chị ha, em có cho mình mũ 04 mà nó có hai màu khác, đó là màu kem và màu đen nha các chị. Hai màu cho mình lựa chọn nha. Hai màu cho mình lựa chọn, chị nào mua mũ tranh thủ nha cả nhà ơi. Vừa rồi nhiều chị đặt mũ mà mũ 04 này mà bị hết hàng này, hôm nay tranh thủ có hàng lại rồi. Dạ, đầm em đang mặc là vải cách thái chị Tuyết Nga ơi. Vải này siêu mát chị. Nó mát theo kiểu là mát lạnh luôn á, mặc đã lắm mà nó không có nhăn luôn nha cả nhà. Không nhăn nhầu, không xù lông, không chảy nhỏ vải, yên tâm cho em mặc cái này là bao ghiền. Rất là nhiều chị khách nhận được hàng mẫu này và khen rồi. Ngày hôm nay đang sale trên live 249.000, chị nào ưng thì mình cứ nhanh tay. 1667 là xanh đậm và 1668 là xanh nhạt. Hai mẫu này đồng giá sale là 249.000 trên live. Trong vài phút em đứng ở đây thôi, qua mẫu thì em xin phép bán lại giá gốc nha cả nhà ơi. Giá gốc là 349. Các chị ơi, ở đây thì mũ em có cho mình hai màu nha. Mũ 04 màu đen và mũ 04 màu kem nha. Đó, em chưa kịp tạo mã mới, bây giờ các chị cứ ghi màu kem màu đen giùm em nha. Mũ 04 màu đen hoặc mũ 04 màu kem giùm em nè. Rất là đẹp nha cả nhà ơi. Trời ơi, sang chưa? Hai màu nha, màu đen và màu kem chỉ có bao nhiêu ạ? Bao nhiêu đây? Các chị ơi nhanh tay nha. Hôm nay mũ 04. Rồi, chốt cho nhà mình chỉ có 65.000 mũ 04 này thôi cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này chốt nhanh nha cả nhà. Mũ 04 65.000 mũ kem hoặc mũ màu đen dùm em ạ. Rất là đẹp nha. Cái này là đi du lịch đúng tiền luôn cả nhà. Đi du lịch ha. Cái chị ví dụ hoặc là mình ngồi trong xe á cả nhà. Ví dụ mà mình trời nắng mà hắt nắng vô xe á, cái chị vẫn đội mũ được mà mình vẫn ngả lưng vô cái ghế mình ngủ được. Đó, là mình dựa vô đây nó không có bị cắn nè. Rất là tiện ha cả nhà. Và cái này cả nhà, cái chị mình để vô vali ok luôn. Mở ra như vậy thôi, để vô vali, nó xẹp lép như vậy luôn. Đó, yên tâm nha cả nhà ha. Cái này nó tiện lắm mà nó sang. Cái hàng này bên em đang dày cho mình nha. Đang dày xịn sò cho mình và đệm rất êm. Đặc biệt là đệm cực kỳ êm nha các chị. Đó, và có tùy chỉnh dây ở đây. Có dây để mình treo lên nè, à, móc treo lên nữa. Rồi, chị nào lấy mũ lên mã cho em là mũ 04 màu kem hoặc màu đen dùm em nha. Em hết màu nâu rồi nha các chị. Đợt này em hết màu nâu rồi, em còn kem với đen nha. Chị nào lấy thì mình giang tay nha. Hai màu luôn đẹp lắm. Chỉ có 65.000 thôi. Đầm sao chị Vân Võ ơi, đọc không dấu em không hiểu được này. À, chị muốn hỏi mẫu nào ạ? À? Đầm em đang mặc hay sao chị ơi? À, đầm em đang mặc thì em đang có cho mình là em đang có đầy đủ size đấy. Em có đầy đủ size và các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là
68kg có size vừa form dài luôn nha. Đầy đủ size cho mình, giá gốc là 349.000. Ngày hôm nay các chị lên like em chốt sale cho mình chỉ có là 249.000 thôi nha. Form đẹp và chất cực kỳ mát lạnh luôn. Rồi mũ không bố, chị nào lấy mũ không bố chốt liền cho em nha. Mũ không bố có 65.000 thôi. Mũ không bố có 65.000 thôi nha cả nhà ơi, đẹp. Đẹp và rất là tiện nha cả nhà, nó gọn nhẹ các chị. Thời trang trẻ trung cho các chị mà nữa. Chỉ có 65.000 mũ cói đan dày. Các chị nhìn cho em cái hàng này em phải nói luôn xịn nha các chị. Rồi, chứ không phải hàng thường đâu. Về nhà nhận được hàng đảm bảo là ưng ý liền. Đây, mũ 04 màu kem. Mũ 04 màu kem nha. Vừa rồi thì em đã cháy hàng màu nâu luôn cả nhà ơi. Đợt này có thêm cho mình màu đen và màu kem nha. Đó, chị nào lấy mũ 04 thì mình chốt luôn nha. Chỉ có 65.000, nhớ ghi chú giúp em là màu đen hoặc là màu kem giùm em nhé. Màu đen hoặc màu kem giùm em. Rồi các chị ơi, đạp em đang mặc nha. Nhanh tay, mã của em đang mặc là 1667. 1667 màu xanh đậm và 1668 là màu xanh nhạt. Hai màu cho mình lựa chọn và ngày hôm nay em chốt sẽ trên like cho các chị mình chỉ có 249.000 đồng. 40kg đến 68kg có size vừa luôn. Rồi nhanh chóng nha cả nhà ơi. Nên đơn hàng sớm kiểu hết hàng hết sao là uổng lắm luôn nè cả nhà. Rồi bây giờ em tranh thủ lên cho mình ạ. Đầm mẫu mang mẫu gì, chất vải gì? Dạ mẫu em đang mang thì là mã 1667 chị nhé. Màu xanh đậm là 1667 và cái màu xanh nhạt em đang treo đằng sau là 1668. Thì hai mẫu này á đều là chất vải, là chất chất cát thái nha. Nó cực kỳ mát, vải này sẽ không nhanh. Các chị ơi, vải một lớp phía trên một lớp không có độ sinh thấu cho cả nhà. Mặc bao mát, mát lạnh luôn, không nhanh nhào nha cả nhà. Chất này êm lắm cả nhà ơi, không xù lông, không chạy nhãn vải cho em. Đi du lịch là đúng bài, mặc mát rửa luôn, vừa che nắng tốt cho mình. Bên trong thì có kèm lớp lót thun cô tông lạnh cho các chị mình nha. 1668 xanh nhẹ và 1667 là xanh đậm, sale giá là 249.000 trên livestream này cả nhà ơi. Giá bạc đang bán là 349 đó. Hôm nay mình chốt chỉ còn có giá 249.000 mà thôi. Rồi bây giờ em chuyển qua mẫu tiếp theo nha. Rồi bây giờ em lên siêu phẩm đầm ren cho các chị mình đây. Một trong những mẫu mà đang phải nói là đang làm mưa làm gió đấy cả nhà ơi. Đi hàng cực kỳ nhanh, cực kỳ tốc độ. Đây, một trong những mẫu best seller bên em đây. 1668, mặc dù là chị mới về hàng mới đây thôi cả nhà ơi. Mà bây giờ nó chuẩn bị là cháy hàng tới nơi rồi nè các chị. Nếu mà chị nào ưng mẫu này thì hôm nay nên chốt liền. Đặc biệt trên line này đang được giảm giá nè cả nhà ơi. 1688 giá gốc 399.000 nhưng trên line các chị sẽ được chốt chỉ còn có là 349.000 đồng thôi. Và với cái mẫu này độ co giãn cực kỳ tốt. Các chị trong tầm 40kg đến 70-75kg có size vừa cho em luôn. Lên mã mẫu này cho em là 1688 và kèm số điện thoại cho em nha. Đẹp chưa cả nhà ơi? Chỉ có giá 349.000, quá rẻ. Đầm này phải nói là bao đẹp, không chê vào đâu được hết cái mẫu này cả nhà ơi, thực sự luôn á. Rồi tranh thủ nha cả nhà, chị nào mình lấy mẫu này chốt nhanh cho em nha. Lên mã mẫu này cho em là 1688 và kèm số điện thoại cho em nha. Chốt ngày hôm nay cho mình chỉ có giá 349.000. 1688. Rồi, nhanh tay cả nhà ơi. Giá này khi mà qua mẫu thì em xin phép em bán lại giá là 399.000 đồng rồi. Nhưng nếu các chị đặt hàng ngay bây giờ sẽ được ưu tiên giá chỉ có 349.000 thôi. Thắt lưng em đang đeo đây là TL21 nha các chị. Thắt lưng 21 nha, TL21 rồi. 55.000 thắt lưng da khóa ẩn. Phía sau là bản thun co giãn cực kỳ tốt nha. Chị nào lấy thắt lưng lên mã cho em là TL21 kèm số điện thoại giúp em nha. TL21 kèm số điện thoại giá 55.000. Rồi với mẫu đầm em đang mặc 1688 sở hữu chất vải ren mềm nha cả nhà, mềm mại êm ái ha, co giãn thì rất là tốt luôn nhé. Ren hoa hồng đẹp mê luôn cả nhà ơi. Đó, mỏng manh nhưng mà dai và chắc và không có bị nhăn, không bị xù lông, không chạy nhão vải cho em nhé. Co giãn thì cực kỳ tốt nên là 70-75kg mình mặc vừa luôn. Đầm này có túi hai bên cho các chị mình ha. Một màu duy nhất thôi các chị ơi. 1688 chị làm mình lấy mẫu này chốt liền cho em nha. 1688 kèm điện thoại siêu phẩm nè. Trời ơi mê cho các chị. Giá đang bán là 399.000. Và ngày hôm nay trên live các chị được chốt ngay với giá chỉ có là
349.000 đồng thôi. Rồi chị nào mình ưng mẫu này chốt nhanh cho em nha, 1688 và kèm số điện thoại. Ngay bây giờ các chị tranh thủ lên đơn hàng càng sớm càng tốt để được hưởng giá sale ạ. Rồi bây giờ nha các chị, tranh thủ thì em sẽ xả kho một số mẫu hàng để size như thế này. Ở đây thì em có cho mình là rồi, đây em có cho mình mẫu này 1518 đầm sơ mi. Rồi các chị ơi, 1518 đầm sơ mi này em còn cho mình size M 40kg đến 55kg, mặc vừa xả 149.000. Chất vải châu tôn rất là đẹp nha. Chị nào lấy mẫu đó thì mình chốt nhanh, tại vì em cũng chỉ còn có vài cái size M thôi, xả nhanh luôn. Rồi ai lấy mẫu 1518 thì mình comment liền cho em nha. Đây nè, em cho mình xem cái form của nó. Mặc dù giá rẻ nhưng mà phải nói là hàng chất lượng nha các chị. Rồi, nhanh tay nha cả nhà, 1518. 1518 xả 149.000 size M. Ai lấy mẫu này chốt nhanh luôn kìa. Cả nhà ơi, vải đẹp nha. Vải đẹp nha cả nhà ơi. Vải đẹp xịn nha. Đây các chị nhìn giúp em. Đó, chất đẹp lắm luôn à. Rồi chị có giá bao nhiêu ạ? 149.000 thôi, size M 40kg đến tầm 55kg mặc vừa. Rồi lên mã liền đi cả nhà ơi. Ai nhanh là còn, ai chậm là hết nha cả nhà. Cái này thì em không còn nhiều nữa. Hôm nay còn có nhiêu là em sale hết cho nhà mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu này chốt liền cho em 1518 kèm số điện thoại 149.000. Cái này cũng còn size M nè. Lên mã mẫu này cho em là 1515 nhé. Cô Tâm Lạnh. Cô Tâm Lạnh nha cả nhà ơi. Rồi, màu nâu bò, xả 149.000 size M. 149.000 size M, 1515 chốt luôn đi cả nhà, mấy cái cuối cùng nha. Ai nhanh là có, ai chậm hết hàng hết sale luôn. Tiếp theo. Bây giờ em có mẫu này, mẫu này còn size 2X nè. Mẫu này em còn size 2X em sale luôn nhé. 1461. 1461 149.000, ba cái mẫu này em sale đồng giá nha. 1461 còn 2X nha các chị. 1461 còn size 2X nha, hàng 2 lớp luôn. Bên trong lớp lót thun cô tông có dây cột eo. Nếu mà size 2X á, ai đang mặc size XL mình tăng lên 2X mặc được. Cột dây vô là vừa rồi, không lo gì hết nha cả nhà. 55kg đến 65kg có size vừa, lên mã mẫu này cho em là 1461 kèm số điện thoại nhé. Xả 149.000. Có phải là quá rẻ không cả nhà? Sốc luôn. Chắc nhiều ở đây nhiều chị đang suy nghĩ không biết sao mà sale rẻ thế. Có 149.000 rồi, không biết là đang mình đang nghi ngờ. Nhiều khi các chị đang nghi ngờ nhân sinh, sao mà nghi ngờ quá, sao mà rẻ như vậy, đầm thì như vậy cũng phải tầm phải 300 mấy đúng không? Nhưng mà không cả nhà ơi, do là hôm nay em lẻ xa rồi. Hôm nay các chị chỉ cần cho em một lượt chia sẻ thôi. Tặng cho em một lượt chia sẻ thôi cả nhà ơi. Em sale thẳng tay luôn, mẫu này xuống còn 149.000. Các chị ơi nhanh tay nha cả nhà. Sale cái này là chủ yếu là lời được chia sẻ chứ không phải lời tiền đồng. Giá này là không ai bán đâu cả nhà ơi, thật sự luôn á. Cái này là hôm nay là lấy lượt chia sẻ thôi. 1461 chia sẻ lên giùm em 149.000 size 2XL, 55kg đến 65kg mặc vừa. 1461. Rồi chốt nhanh nha cả nhà ơi, em sẽ một số mẫu hàng để size nha. Chị nào mình ưng mẫu nào nhớ đặt hàng càng sớm càng tốt để còn có hàng có size của mình nha cả nhà. Tiếp theo. Đây nè. Cái này nhá. Cái này là 1627 em còn size L này, xả nhanh nè. 1627 xả nhanh nè. Rồi chị Hoa Minh ơi, cho em thêm số điện thoại luôn nha, 1461. Rồi, đây các chị, đây là chất von hàng. Von hàng nha cả nhà. Rồi, cho em một lượt chia sẻ nha cả nhà ơi. Cho em xin một lượt chia sẻ nha các chị. Rồi, 1627 đầm sơ mi này em sẽ còn cho mình đó là size L. Size L hôm nay em sale luôn nha. Hôm qua chị chốt 169 mấy chị, 169 1695 em đang mặc hết. 1695 đúng không chị, hay là mẫu nào? À không, cái này em đang mặc là 1688. Chị chốt một mẫu nào vậy chị? Chị Lan Ngọc ơi, mình comment lại mã giúp em và cho lại giúp em số điện thoại nha. Nhiều khi là bị trôi comment. Với lại chị cho em thêm cái chiều cao vòng eo của mình được không chị Lan Ngọc, để bên em tư vấn kỹ càng cho mình luôn ạ. Rồi, và ở đây em có 1627 nhá. Em sẽ còn size L. L thì các chị ơi, chị nào tầm 45kg đến tầm khoảng là 58kg mình mặc vừa. Cái này em xả còn 189 thôi, 189.000. Rồi chốt luôn cả nhà, đẹp nhá. Cái này thì nãy là, đây nè, em cho mình xem hình cái form nó sẽ như thế này nè. Đây nhá cả nhà ơi,
1627, 1627, 189.000, có túi hai bên, von hàn và hai lớp nhé. 189.000 xả nhanh. 189.000 xả nhanh, chốt liền đi cả nhà, đẹp quá chừng đẹp luôn á. Đẹp quá chừng đẹp luôn mà chị nào bỏ lỡ cực kỳ tiếc nè, có 100. Có bao nhiêu đâu, có 189.000 một cái đầm như thế này, trong khi bình thường các chị mua cũng phải 299 đúng không? Bây giờ em xả luôn 189.000, em còn xem L thôi, còn mấy cái em xả hết nhé. Túi hai bên luôn nha, bên trong lớp lót thun cô tông. Ai lấy mẫu này chốt tiền cho em nha, 1627 và kèm điện thoại trên. 1627 kèm điện thoại đang sale cực rẻ ngày hôm nay cho nhà mình, chỉ còn có giá là 189.000 thôi. 189.000 nha, chị nào mình lấy mẫu này chốt liền nha cả nhà. Đẹp quá chừng đẹp luôn nè. Đó, ai lấy mẫu này chốt liền cho em 1627 và kèm điện thoại nha. 189.000 size L nha các chị. Size L nha. Rồi bây giờ em coi mẫu khác nha. Đầm em đang mặc 1688, giá gốc là 399.000. Nay mình chốt chỉ còn là 349 mà thôi. Tiếp theo đây, em lên cho mình thêm một cái đầm khác nữa nha. Mẫu này đẹp nè các chị. 1627. Đầm sơ mi hai lớp, chất vải cắt thái, phải nói luôn quá đẹp luôn cả nhà ơi. Với mẫu đầm này thì hiện tại bên em đang có cho mình đầy đủ size 40kg đến tầm khoảng 68kg, có size vừa luôn á. À, 1m50 70kg hả chị? 112 eo 98 hả chị? Rồi ok chị Lan Ngọc nha, để tí nữa mấy bạn kiểm tra và mấy bạn sẽ tư vấn chốt đơn cho mình nha chị ha. Rồi ở đây thì em sẽ có cho mình mẫu này là 1671. 1671 nha cả nhà, giá gốc là 399, ngày hôm nay chốt trên là chỉ có 349.000. Ai lấy mẫu này lên mã trên là 1671 và kèm số điện thoại cho em nhé. 1671 349.000 mẫu này. Chất cắt thái mềm, êm mát và mặc thoải mái cho mình ha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay lên đơn liền luôn giùm em nha. 1671 và kèm số điện thoại. 1671 nha cả nhà ơi, form là form dài nhé. Có túi hai bên. Đó, bên trong là lớp lót thun cô tông nha cả nhà. Thắt lưng em đang mang là TL21 nhé. TL21 là 55.000 nha cả nhà ơi. Rồi, ai lấy mẫu này nha tay đầm em đang mặc thì nó có dây khóa kéo phía đằng sau cho mình nha. Vải này bao đẹp luôn cả nhà ơi. Chất mát rười rượi luôn ạ. Rồi chị nào mình lấy mẫu em đang mặc thì comment cho em nhé. 1627 và kèm điện thoại. Ngày hôm nay trên line này em sale luôn, chỉ có giá 349.000, đẹp lắm. Vải mềm êm, chất mặc mát cực kỳ luôn nhé. Em cho mình xem chất của nó nè. Cách thái đã lắm cả nhà ơi. Nó mềm rũ à. Hàng này may hai lớp nha cả nhà. Bên trong lớp lót thun cô tông lạnh cho các chị mình đây. 40kg đến 68kg mặc vừa luôn nha cả nhà. Hoặc 70kg mình cũng có thể vừa, cứ để lại chiều cao cân nặng số đo giúp em ạ. 1671 ok chị Hiền Nguyễn, vải đẹp nha. Vải này đẹp nha cả nhà ơi, cách thái nó mát lắm và nó không có nhăn nhầu nha cả nhà. TL21 ok chị Hiền Nguyễn ạ. Rồi, mở đang mặc chị nào ưng cứ nhanh tay đặt hàng liền. 40kg đến 68kg có size vừa. Chốt hôm nay cho nhà mình chỉ có 349.000 nha. Rồi, em qua mẫu tiếp theo nha. Đợi em một chút nha. Đây là 1685 nha các chị. 1685 giá gốc là 349.000 đồng. Ngày hôm nay đặt 399.000 đặc biệt nha các chị ơi. Riêng trên line này em chốt luôn chỉ còn có 279.000 thôi. Trong vòng vài phút em đứng lại đây thôi nha cả nhà ơi. Qua mẫu thì em xin phép ngừng sale và bán lại giá cũ nha cả nhà. Rồi, chị nào mình lấy mẫu em đang mặc thì mình lên mã cho em liền nha. 1685. Với mẫu đầm này thì sở hữu chất vải của nó là von gân ánh kim nha cả nhà ơi. Nó sẽ có những cái phần chỉ ánh kim dệt trên nền vải lấp la lấp lánh nè. Và vải này thì không nhăn nhầu. Ở đây em có phối nút ngọc cho mình nữa nè, cực kỳ sang luôn ha. Màu thì màu là cái tông màu của nó màu kiểu như màu của quả nho cả nhà. Màu giống như màu quả nho cả nhà. Nho tím tím á các chị. Và
Đầm này có túi hai bên nha các chị, bên trong là có lớp lót thun cô tông cho mình luôn. Mã này các chị lên cho em là 1685. Hôm nay mình được chốt có 279.000 mà thôi. Mà trong khi đó là nó đầy đủ size nha các chị. Đầy đủ size M, L, XL và 2X luôn á. 40kg đến 68kg hoặc 70kg có size vừa. Mẫu này eo 90 trở xuống vừa nha cả nhà. Eo 90 trở xuống vừa nha. Chị nào mình lấy mẫu này lên mã cho em là 1685 kèm điện thoại nha. Nhanh tay các chị ơi. Mẫu này 1627 còn size L đang xạ còn 189 nha. Chị nào mình lấy mẫu này chốt nhanh luôn cả nhà. Đang sale cực kỳ rẻ nè các chị ơi. Mẫu này đang sale cực rẻ, 1627 xạ 189.000 còn size L. Còn vài cái thì em xạ nhanh nha. Ai nhanh là còn, ai chậm là hết nè. Rồi ai lấy mẫu em đang mặc thì cứ comment cho em nha. Là 1685 và kèm số điện thoại cho em nhé. 1685 sale giá 279 thôi cả nhà ơi. Giá siêu thương ngày hôm nay. 1462. Bây giờ nha cả nhà, em có cái mẫu này. Đầm này nó sẽ là cái form bút chì nha cả nhà. Form body bút chì. Mã này là 1462. Ngày hôm nay 1462 sale cho nhà mình luôn nhé. Form nó sẽ như thế này nha cả nhà ơi. Form 1462 mặc lên sẽ như thế này. Rồi và bây giờ nha cả nhà ơi, em còn cho mình size, để em xem còn size gì nha. 1462 còn size 2XL. Chỉ còn size 2XL thôi cả nhà ơi. Rồi mẫu này em sale luôn nha. 1462. Hôm nay đặc biệt nha cả nhà ơi, sale sốc cho nhà mình nè. Đầm body này giá chỉ có 159.000 thôi. 159.000 thôi, chốt đi cả nhà ơi, rất đẹp và rất rẻ luôn. 159.000 phối nút ngọc nè. Vải dày dặn co giãn cực tốt. Dệt hai mặt nha cả nhà ơi. Vải này được dệt trên nền vải họa tiết này, không phải in nha mà là dệt luôn. Đó, và co giãn không nhanh nhọc. Mã này cho 1462 xạ luôn 159.000. 159.000, chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay chốt liền cho em nha. 1462 159.000, size 2XL nha các chị. Tầm 65. 65 67 cái chữ xuống mặt vừa. Mã cho em là 1462 179.000. Rồi đầm em đang mặc nha, chị nào mình lấy mẫu em đang mặc thì mình lên mã cho em là 1685 1685. Các chị có để cái form xòe của nó không ạ? Xòe rộng và nó sẽ là xòe đuôi cá nha. Nó có một tầng nửa đáp phía dưới và nhún mèo đây, tạo cho mình cái form đầm nó xòe rộng hơn, bồng bềnh hơn, bay bổng hơn. 1685 giá đang bán sẽ là 399.000 và trong like ngày hôm nay các chị chốt đi chỉ có 279.000. Sale cực rẻ cực sốc cho nhà mình luôn. Ai lấy mẫu này thì mình nhớ nhanh tay lên đơn hàng ngay bây giờ để được hưởng giá sale nha. Chất đẹp nha cả nhà ơi, không đùa được đâu. Màu này thì nó lạ mắt ha. Màu phải nói em phải công nhận luôn, em thì em rất là thích cái màu này đấy. Còn không biết các chị thì sao? Chị nào mà mình thích màu này nhanh tay nha cả nhà. Đẹp quá trời, màu nhìn lạ lạ ha. 1685 chốt với giá chỉ có 279.000. 279.000 đồng mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này lên đơn liền giùm em nha. Rồi 1685 279.000 đồng, 40kg đến 68kg có size vừa. Ai lấy thắt lưng lên mã là TL11 kèm số điện thoại, thắt lưng da chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo. Em xin phép lên đầm sơ mi nha các chị. Đầm sơ mi của em đây sẽ có hai màu nha. Một xám và một tím. Một tím xanh, xanh tím đấy cả nhà ơi. Rồi và bây giờ nhá. 1648 một tím xanh và 1645 là màu xám. Hai mẫu này giá đang bán là 299.000 và trong like này mình được chốt ngay
199.000 đồng và chỉ trong vòng vài phút em đứng like thôi. Nên là chị nào mà mình thích mẫu này mình nhớ nhặt tay lên đơn liền cho em nhé. Với mẫu đầm sơ mi này thì sở hữu chất vải là lụa mango cả nhà ơi. Lụa mango em nói thiệt luôn, chỉ cần các chị mua, các chị mặc một lần thôi là lần sau em không cần quảng cáo nữa cả nhà. Chỉ cần là lần sau các chị không cần nghe em quảng cáo gì thêm vải này như thế nào nữa. Mặc một lần là ghiền rồi. Chất rất là mềm, êm, mát, co giãn, không nhăn nhỏ, không sụ lông, không chạy nhỏ vải. Giặt thoải mái cho em, phơi lên tự động vải phẳng ra, mang vô là mặc thôi chứ không cần ủi luôn. Và hôm nay nha cả nhà, nếu mà chị nào mà mình đang trong điều kiện mà mình đi làm công sở, mình mặc được mặc tự do á, thì các chị không nên bỏ qua hai cái em đầm này nha cả nhà. Các chị mua về thử, các chị mặc đi, mặc bao ghiền luôn cả nhà. Mặc cả ngày đi làm về, muốn mặc nó đi ngủ luôn, cái chất nó rất là mát cả nhà ơi. Mát rửa luôn. Và ha, co giãn cho mình rất là dễ chịu ha. Đặc biệt là mẫu này khi các chị ngồi lâu, đứng dậy cái tà nó không có bị nhăn. Vải này chống nhăn cho các chị mình luôn. Rồi, 1648 màu tím xanh và màu xám là 1645. Hai mẫu này từ giá 299.000, ngày hôm nay em chốt trên like chỉ có 199.000 đồng. Đầm sơ mi mà 199.000 có phải là quá sốc không các chị? Rồi bây giờ chị nào mà mình lấy mẫu này lên mã liền cho em nha. Ai lấy mẫu này chốt liền cho em ngay bây giờ để được hưởng giá xem là cả nhà ơi. Siêu rẻ ngày hôm nay luôn nhé. 1648 màu tím xanh và 1645 màu xám nha. Các chị ơi, đợt này sẽ có mũ nè. Mũ 04 màu kem. Màu nâu hết hàng rồi nha cả nhà. Em còn mũ 04 màu kem. Mũ 04 màu kem nè. Đó, mũ 04 màu kem và mũ 04 màu đen. Mũ 04 màu đen hai màu nha cả nhà. Có 80.000 mũ này là chỉ có bao nhiêu ta? Chờ em xíu, 65.000. 65.000 cái mũ này thôi, quá xịn. Quá xịn luôn cả nhà ơi. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn, có 65.000 cái mũ trời. Đẹp rất là êm nha cả nhà ơi, đẹp chưa? Rồi chỉ có 65.000 cái mũ cói này thôi, chị nào mình lấy chốt nhanh cho em nha. Rồi nhanh tay cả nhà ơi. Rồi đầm em đang mặc nha, 1648 màu tím xanh và màu xám là 1645. Hai mẫu này 40kg đến 68kg có size vừa luôn. Ngày em đang chốt trên like cho các chị mình đây với giá chỉ có là 199.000 đồng nha. Chị nào mà mình ưng mẫu này thì mình cứ đặt hàng ngay bây giờ để được hưởng giá sale. Qua mẫu em xin phép bán lại là 299 nha cả nhà ơi. Giá này chỉ có hiệu lực ngay bây giờ thôi. Nên là chị nào mình thích mẫu này nhanh tay mình lên đơn liền cho em nè. Tốc độ cả nhà ơi. Chuẩn bị em qua mẫu khác rồi này. Ai chưa đặt mình chốt liền tay này. 1648 tím xanh và 1645 là màu xám. Hai màu nha cả nhà ơi. Chốt hôm nay giá siêu rẻ cho nhà mình chỉ còn là 199.000 đồng. Rồi bây giờ em qua tiếp cho mình thêm một cái mẫu nữa nha. Có sừng xám nè các chị. Em có sừng xám nè. Rồi. Sale luôn. Sale sừng xám luôn nha cả nhà ơi. Và bây giờ em có cho mình. Màu đỏ là 1684 và màu vàng là 16. Quên. À đúng rồi, màu vàng là 1674. Màu xanh, chị Cẩm Hồng ơi, chị lấy màu xanh 1648 đúng không chị? Chị comment giúp em 1648 kèm số điện thoại nha chị Cẩm Hồng ơi. Tại vì hiện tại có nhiều mã số lắm. Đây là các chị nhớ comment mã kèm số điện thoại để mấy bạn bên tư vấn viên biết chốt mẫu cho mình á. Rồi nha các chị, đầm này ở phía dưới sẽ hai lớp, ở trên là một lớp nha cả nhà. Vải này không xin thấu, cực kỳ mát luôn nha cả nhà ơi. 1648 màu tím xanh và 1645 là màu xám, hai màu. Bây giờ cả nhà ơi, em đang mặc sườn xám này là 1674. Để em ghi mã cho mình nhé. 1674 và màu đỏ là 1684. Rồi chốt đặc biệt luôn 199.000 thôi. Các chị ơi, đây là giá em chỉ có hiệu lực ở trên livestream này, em sẽ không áp dụng bên ngoài nha. Qua mã em xin phép em bán lại giá 299. Các chị mình đặt hàng mẫu này thì mình comment ngay bây giờ giúp em ạ. 1674 màu vàng và 1684 màu đỏ, em có hai màu nhé.
màu đỏ và màu vàng, hai màu cho mình lựa chọn luôn nha cả nhà. Cái màu vàng này thì là lụa Vân Pháp nhá, lụa Vân Pháp, và màu đỏ là lụa mango. Lụa mango thì nó có cái độ mềm êm mát, có co giãn, thì như vừa nãy em có nói cái mẫu lụa mango là giống cái mẫu hai cái lầm sơ mi vừa nãy vậy đó, đó nó giống như vậy nhé chị. Còn nếu chị nào thích có cái độ ấm thì mình chọn cho em 1674 thì nó sẽ là đường có đường vân trên nền vải và nó có độ ấm độ sáng lên. Lúc này em sẽ may liền và mình mặc là có dây khóa kéo đằng sau nha cả nhà. 1684 đỏ và 1674 là màu vàng, hai màu cho mình lựa chọn, và ngày hôm nay chốt sale trên line 199.000. 199.000 đồng thôi cả nhà ơi, giá hết chương trình sale qua mẫu em xin phép bán lại là 299.000 đồng. Bây giờ chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay chốt ngay nha cả nhà ơi, chất bao đẹp luôn, mềm, êm, mát và mặc thoải mái cho mình ạ. Rồi, nhanh tay các chị ơi, đầm đẹp nha, chất mềm, êm và mặc thoải mái cực kỳ luôn. 1674 màu vàng và 1684 là màu đỏ, hai màu cho mình nha. Sale giá là 199.000 để em ghi mã cho mình. Sale giá này là chỉ có là trong live thôi. Như các chị mình bình thường mình hỏi mình mua mẫu này thì mình cũng biết rồi, giá bán bình thường là 299. Ngay bây giờ nha cả nhà ơi, ai lấy mẫu này chốt liền, em giảm cho mình 100.000 so với giá bình thường đang bán luôn. Chỉ cần cho em một lượt chia sẻ thôi. Cho em xin một lượt chia sẻ thôi nha cả nhà. Chị nào ngại chia sẻ thì cũng cố gắng chia sẻ giúp em một lần trên Facebook cá nhân nhà mình. Sau đó là khi nào được chốt đơn rồi á cả nhà thì mình gỡ cái chia sẻ đó ra cũng được mà, đâu có sao đâu các chị. Rồi, chia sẻ liền giùm em nha cả nhà ơi. 1674 vàng, 1684 đỏ, hai màu cho mình lựa chọn, và sale hôm nay trên live chỉ còn có giá là 199.000 thôi. Rồi, chuẩn bị em qua mẫu khác nha. Chị nào mình ưng mẫu này tốc độ mình đặt hàng liền giùm em ạ. Đỏ là 1684 nha cả nhà ơi. Đây em đem cho mình mẫu này, đây là 1643. Trời ơi, ren đẹp xỉu luôn á. Bây giờ này các chị, mẫu ren này nha, giá thì đang bán là 349.000. Hôm nay chị nào mà mình đặt trên line này, em đặc biệt để lại cho mình một cái giá cực kỳ sốc luôn, 219.000 đồng. Trong vòng 3 phút em đứng lại đây. Rồi bây giờ chị nào mà mình lấy mẫu này chốt liền cho em nhé. 1643 và kèm số điện thoại luôn, nó đẹp mê hồn cả nhà ơi. Trời ơi, cái chất ren này mặc ghiền luôn á. Nó vừa mềm, vừa êm, vừa mát ha, vừa có co giãn nhẹ cho các chị mình mặc rất là thoải mái luôn ha. Tay phòng có bao chun ở đây một chút xíu này. Và trời ơi, cái vải đẹp quá, phối màu đẹp quá chừng luôn này. Có túi hai bên cho các chị mình luôn, đen quá kéo đằng sau. Ai lấy mẫu này lên mã cho em nha, là 1643 và kèm số điện thoại nha các chị ơi. Quá rẻ luôn. Ngày hôm nay mình săn sale chỉ còn có là 219.000. Có 219.000 thôi cả nhà ơi, đẹp chưa này. Ai bỏ lỡ là cực kỳ tiếc luôn nha. Lên mã liền nha cả nhà ơi, 1643 và kèm số điện thoại cho em nhé. Rồi, chị nào muốn mua thắt lưng lên mã cho em thắt lưng này là TL2 mấy ta? Chờ em một chút nha. Lưng này là TL2 máy nhỉ. Thắt lưng này là TL22. TL22 nha cả nhà. Rồi 55.000 thắt lưng này thôi. Đây là cái thắt lưng bản vừa, bản to cho các chị. Coi giãn, trời ơi, coi giãn đã chưa. Eo tới đâu là nó giãn tới đó, không lo nha cả nhà. Rồi đây các chị nè, đó, khóa kim loại đây, có thêm cái hoa, hai cái hoa ở đây. Rồi các chị lên mã cho em nha, TL22 là có, chỉ có giá là 55.000 thôi. TL22 55.000, trong tủ đồ của mình nhất định phải có thắt lưng nha cả nhà, phải có mấy loại thắt lưng để mà mình thay đổi, không phải đầm nào mình mặc lên là nó cũng vừa đó. Nhiều khi cái, hoặc là không phải đầm nào mặc lên là mình cũng đã đẹp hẳn. Nếu mà các chị mình muốn trong cái đầm nó thêm sang
đó, thêm có một điểm nhấn gì đó mình nên phối một cái thắt lưng vô đó, hoặc là ví dụ như mà đầm mình hơi rộng ở cả nhà thì mình phối thắt lưng vô cho nó vừa. Nói chung thắt lưng tiện lắm cả nhà ơi. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc thì mình lên mã cho em là 1643, giá em đang bán là 349.000, nhưng riêng trên line này mình chốt đi chỉ còn có giá là 219.000 đồng. 219.000 đồng thôi, và 40kg đến 65kg có size vừa luôn. Chị nào mình lấy mẫu này chốt nhanh cho em nha cả nhà ơi. Chị nào lấy mẫu này nhanh tay chốt liền nha các chị. Rồi tranh thủ các chị ơi. Bây giờ nha cả nhà, siêu phẩm nè, có chị nào chưa chốt mẫu này hôm nay mình chốt liền nha các chị. Em còn cho mình 5 cái M và 2 cái size XL. 5 cái M và 2 size, 2 cái size XL cuối cùng. Thì nói chung bây giờ chị nào mặc size L thì giảm xuống size M mặc nhá. Còn chị nào đang mặc 2X thì giảm xuống XL mặc, tại vì form này thì nó cũng rộng thoải mái. Còn không thì mình cứ muốn kỹ xíu mình cho em cái chiều cao cân nặng số đo, bên em tư vấn kỹ càng cho mình. Đây là siêu phẩm 1686, là một trong những cái mẫu bán rất chạy hàng của bên em. Nay em đã lẻ size gần hết rồi, còn vài cái cuối cùng. Thì hôm nay các chị ơi, cho em một lượt chia sẻ được không ạ? Và hôm nay mình chốt ngay mẫu này đi, em đặc biệt giảm cho mình còn 299 luôn. Thật ra thì cũng còn có vài cái cuối thôi, coi như là sale cái này giống như tặng cho các chị mình thôi. Một kem đầm hàng cao cấp xịn sò, xòe đẹp đẹp cho cả nhà ơi. Giá đang bán là 399.000, nhưng các chị đặt hàng ngay bây giờ em chốt luôn còn 299 nha. Và nói luôn các chị ơi, cơ hội đến rồi. Mấy bữa mấy chị đặt cái mẫu này giá 300 mấy mà nhiều khi đặt size XL 2X em còn không có hàng em bán luôn á. Nay mà kho kiểm kho lại thì còn sót kho lại. Còn mấy cái cuối cùng thì bây giờ em lên đây để mà em sale lấy lượt chia sẻ thôi. Siêu phẩm 1686, chị nào lấy mẫu này chốt nhanh cho em luôn, 299.000, còn vài cái cuối thôi. Chốt luôn đi cả nhà ơi. Cơ hội đến rồi, săn được ngay siêu phẩm giá cực rẻ cho nhà mình, 1686. 1686 nha cả nhà ơi. Chỉ có 299.000, còn 5 cái M và 2 cái XL nhá. 40kg đến 65kg mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg mặc vừa, lên mã cho em là 1686. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi, không có gì để chê được luôn, từ chất cho đến form. Đẹp tuyệt vời. Rồi, nhanh nha cả nhà, ai lấy mẫu này chốt liền chung thôi hết nè. Cái này mình nhớ chia sẻ dùm em nha. Giá em đang bán là 399.000. Nếu mà mình có thêm một lượt chia sẻ thì giá được giảm ngay 100.000 xuống còn 299.000 thôi. Chỉ cần thêm một lượt chia sẻ thôi là ok. Rồi chị Trần Thị Khoa ơi, 1686 em hết 2X, nhưng mà chiều cao cân nặng của chị bao nhiêu ạ? Có gì mình cho em xin thêm chiều cao cân nặng, tại vì cái mẫu này form rất là thoải mái chị nhá. 1686 để em đọc thông tin cho mình xem nhé. Hiện tại với mẫu này thì eo size L là eo 82 đến 86 luôn á. Nó eo 82 là chưa co giãn rồi đến 86. Còn size M eo chưa co giãn 74 và co giãn rồi thì đến là 78 luôn. Nó dễ mặc lắm, nên là các chị trong tầm 40kg đến 65kg mặc được luôn nhá. Rồi chia cho em một lượt chia sẻ để được chốt đơn thành công với đầm này với giá là 299.000. Đây là cái mẫu này thì khỏi nói rồi, bán siêu chạy hàng, nhiều chị mua giá 399, còn hơn nhiều khi không có hàng mà em bán luôn. Đợt vừa rồi bị cháy hàng hết 3 size LXL 2X. Hôm nay kho kiểm kho lại thì còn sót lại vài cái. Em lên em sale luôn, lấy lượt chia sẻ thôi. Rồi, chị nào mình ơn thì mình nhớ nhanh tay 1686 nha. Hôm nay coi như em không dám mặc luôn, tại vì nó hết rồi cả nhà, có mấy cái ạ. Rồi đầm em đang mặc 1643 sale còn 219. 1643 sale còn 219.000, 40kg đến 65kg mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay đặt liền cho em nha, 219.000 mà thôi. Rồi chị nào mê cái đầm 1686 thì bây giờ là cơ hội cuối cùng để mình chốt thành công đấy cả nhà. Thực sự luôn, cơ hội cuối cùng đấy. Tại vì bây giờ nó chỉ còn có 5 cái size M và bao nhiêu, và 2 cái XL nữa thôi, còn gì nữa đâu cả nhà. Bây giờ hôm nay mình không chốt là coi như ngày mai hết hàng sạch bách rồi. Và các chị ơi, đã thích rồi thì mình nhích liền luôn, mình đừng chần chờ chi nữa. Tại vì cả nhà ơi, một khi một cái đầm nào mà đã vào nói chung là mình vào cái tầm ngắm của mình rồi, cái giá nào mình cũng phải đặt cả nhà ơi, thật sự luôn á. Mà không đặt được, không chốt được một cái một ha, nó tiếc lắm cả nhà ơi. Đặc biệt là những cái siêu phẩm như vậy đi hàng cực kỳ nhanh nha cả nhà, lưu giúp em. Và bây giờ em lên cho mình 1705.
1705 đặc biệt sale shop này cả nhà. Mẫu này ha, giá gốc em bán là 349.000, ngày hôm nay trên live đặc biệt luôn, sale luôn còn 249.000 mà thôi. 249.000 thôi. Lấy mẫu này mình lên mã cho em 1705 kèm điện thoại liền các chị. 259.000. Cho em một lượt chia sẻ nha cả nhà. Từ 349.000 em sale thẳng xuống cho mình còn 259 luôn. Chia sẻ liền giúp em, chia sẻ là có đơn. Chia sẻ là có đơn nha cả nhà ơi. Đầm này giá đang bán 349. Hôm nay chỉ cần một lượt chia sẻ của các chị thôi là mình đã chốt thành công mẫu này với giá 259 rồi. Em tặng kèm quà tặng luôn. Tặng kèm quà tặng nè, có ngọc trai đính đá cho mình. Cái này nó có kim băng, tháo ra mình phối với đầm khác cũng được. Rồi thắt lưng em đang mang là TL21 giá 55.000. Chị nào lấy thắt lưng thì lên mã cho em là TL21 kèm điện thoại 55.000. Rồi đầm em đang mặc nha cả nhà ơi, chị nào mình lấy nhanh tay. Còn nếu như chị nào thích mà cái màu khác, chất ren khác có luôn. Em có ren đỏ này cả nhà ơi, lên mã mẫu ren đỏ này cho em là 1689. 1689 thì nó độ co giãn nhiều, rất nhiều nha cả nhà. Màu này là màu đỏ nha, đỏ tươi nhưng mà nó không phải đỏ chói nha cả nhà ơi. Lui giúp em một cái điện thoại sẽ nhìn hơi chói. Đó là do độ phân giải màn hình nha cả nhà, chứ không phải do cái đầm nha. Cái đầm này nó đỏ dịu dịu thôi nha cả nhà, rất là dễ mặc. Ở đây thì em có màu đỏ là 1689 và màu đen là 1705. Hai mẫu này nếu các chị mình chia sẻ like rồi á, thì thay vì mình mua là 349 thì trong like mình sẽ được chốt chỉ còn là 259.000 thôi. Đây là ưu đãi dành riêng cho chị nào có chia sẻ like nha cả nhà. 259.000 thôi. Màu đen là 1705 và màu đỏ là 1689 nha cả nhà. Vừa rồi, màu đỏ thì 40kg đến tầm khoảng là 68 hoặc 70kg mặc vừa. Còn màu đen thì tầm 65kg trở xuống mặc vừa nha cả nhà. Da màu đỏ thì nó có co giãn nhiều hơn. Còn form thì nó sẽ tương tự nhau nha, hai màu cho mình. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào nhanh chóng mình lên đơn liền cho em nha. Màu đỏ 1689 và màu đen là 1705. Hai màu này đẹp chưa? Cực kỳ sang luôn, mặc đi dự tiệc là xuất sắc luôn. Giá hôm nay em chốt cho nhà mình chỉ có là 259.000 đồng thôi. 259.000 đồng thôi nè cả nhà, đẹp tuyệt vời luôn. Ai lấy mẫu này chốt liền cho em nha cả nhà ơi. 1705 đen và 1689 là màu đỏ nha. Xuất sắc hay cả nhà. Trời ơi, bỏ lỡ cực kỳ tiếc luôn nè. Rồi thắt lưng này lên mã cho em là TL21 giá 55.000, TL21 nha. Các chị ơi lui giúp em nha, qua mẫu thì em xin phép bán là 349.000. Chị nào mình ưng mẫu này chốt ngay bây giờ và lui giúp em, cho em một lượt chia sẻ nha, để lên đơn thành công với giá sale nha các chị. 1705 từ giá 349 sale còn 259. 1689 đỏ từ 349 sale còn 259.000. Giá quá hời luôn. Đó, xuất sắc ha. Đây này nó có túi hai bên nữa nha. Rồi ai lấy mẫu này thì mình lên đơn hàng ngay bây giờ, điểm chiều hàng chiều size nha cả nhà ơi. Chất bao đẹp, mềm, êm và mặc cực kỳ mát cho các chị mình luôn. Rồi em qua mẫu tiếp theo nhé. Nếu mà chị nào thích những cái dòng ren mà mỏng mềm nhẹ cả nhà, ở đây em có cho mình mẫu 1628 này nè. Hiện tại là em sẽ còn cho mình hai size ha. Đợi em một chút em lên cho các chị xem. Mẫu 1628 này rất là đẹp nhưng mà tiếc là do là ở trên like cả nhà. Cái màu đen lên hình nó hơi bị tối. 1628 này ở ngoài nó đẹp lắm. Giá bán là 349 nhưng mà hôm nay nó còn hai size thôi, là size M với size L thì em sale luôn còn 219.000. Mặc dù là còn hai size nhỏ nhưng mà thật ra form nó phong rộng các chị ơi. Nên là 40kg đến 60kg mặc vừa luôn cho em ạ. 40kg đến 60kg bao vừa nha. Cái form này thoải mái cực kỳ nha cả nhà ơi. Đó, eo 80 trở xuống vẫn vừa ạ. Có túi hai bên này. Mã này trên là 1628, đẹp tuyệt vời. Trời, em thì em rất là thích những cái dòng ren màu mỏng nhẹ như vậy. Đó. Vừa mát vừa sang. Mỏng nhưng mà dai chắc nha cả nhà ơi. Xịn sò nha, không có bị xù, không có bị rách, không có bị rút vải gì đâu ha. Cổ được thiết kế là cổ xoắn nha, cổ xoắn, và nhờ cái thiết kế này nó sẽ ôm vô cái phần eo của mình vô. Đó, nên các chị thấy phần eo là mình vẫn sẽ có thắt eo. Và cho dù nếu mà bụng mình tới đâu thì nó sẽ xòe nhẹ tới đó thôi,
chứ nó không quá bị phồng ra như cả nhà. Mình mặc nó cũng rất là gọn luôn nhá. 1628 nha cả nhà ơi. Mẫu này em chốt trên like cho các chị với giá chỉ có là 219.000 đồng. Ai lấy mẫu này thì lên mã liền cho em 1628 kèm số điện thoại nha. Đẹp tuyệt vời luôn á. Đó, nhanh tay nha cả nhà, lên đơn liền cho em 1628 kèm số điện thoại. Chất ren là thấy mê liền luôn à. Trời ơi, ren nó đẹp xỉu luôn các chị. Trời, các chị không mua cái này thì các chị mua cái gì đây? Nó quá đẹp, quá tuyệt vời đi. Rồi, mũ này cả nhà ơi, mũ 04. Lên mã cho em mũ 04 65.000 thôi. Mũ 04 màu đen à. Mũ 04 màu đen 65.000. Mũ 05 màu kem 65.000. Mũ 05 màu kem 65.000, đẹp chưa? Rồi, có 65.000 cái mũ cả nhà, đẹp xịn luôn. Mũ cái nha cả nhà, đan dày dặn luôn, có 65.000 cái mũ à. Đi du lịch đi đâu rất là tiện, các hoặc các chị đội hàng ngày cũng được, nó tiện lắm luôn cả nhà ơi. Có cái móc treo nè. Treo lên, rồi ví dụ mà mình đi du lịch ha, mình gỡ ra mình để nó dẹp xuống một cái vậy là ok luôn, chẳng bị gãy chẳng gì gì hết trơn nè. Đó, đệm thì đệm rất dày, đệm êm cực kỳ luôn. Trời ơi, một cái mũ như vậy có 65.000 quá rẻ luôn, mua luôn hai màu đi cả nhà. Lên mã cho em nha. Mũ 04 màu kem hoặc mũ 04 màu đen giùm em nha. Chỉ có 65.000 thôi, đẹp quá ha. Đẹp quá cả nhà, cái này nó thời trang. Thời trang cho mình, trẻ trung cho mình. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc 1628, 40kg đến 60kg mặc vừa. Mặc dù chị còn size M, size L nhưng form rất thoải mái nha cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này thì mình chốt ngay bây giờ để được hưởng giá sale nha. Đẹp quá chừng. Trời, đầm ren này mặc sang quá cả nhà ơi. Cái này ở ngoài các chị nhìn nó còn đẹp hơn trên like nhiều luôn. Chất ren thấy mê quá à. Nó kiểu nó mỏng, nó nhẹ ha. Nó thoải mái lắm luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua tiếp cho mình một cái mẫu khác nha. Rồi, lên cho mình một em đầm siêu phẩm ren mới về bên em luôn. Đây, đợt này nhiều ren đẹp quá chừng đẹp luôn này. 1695. Trời ơi, nó đẹp tuyệt vời, ông mặt trời. Cái này mình không mua thì mình mua cái gì đây cả nhà? Mà ôi, cái ren nó đẹp gì đâu luôn á. Phải nói luôn cả nhà ơi. Mẫu này em nói thiệt luôn mà, cái chị mà mua về cái chị mặc ha, đi tới đâu người ta khen tới đó, khen nức nở luôn. Nó vừa sang, nó vừa thoải mái cho mình. Và giá em đang bán là 399. Ngày hôm nay các chị đặt hàng trong vòng 3 phút này em để lại cho mình giá 349.000 thôi. Nhớ chia sẻ like liền dùm em nha các chị. Đẹp quá à, đẹp xỉu luôn á. Các chị nhìn cái màu của nó giống như cái màu à, màu kim loại đấy cả nhà. Nó ống lên ha, nó màu bạc bạc, tím tím vậy đó. Nền thì là nền màu xanh đen. Mặt vải bên trong rất êm. Rất êm nha cả nhà ơi. Không hề ngứa ngáy, không hề khó chịu một chút nào hết, cam kết 100% là không có ngứa nha cả nhà. Rồi nó có phối kim tuyến hả ta? Kim tuyến là lấp la lấp lánh cho mình luôn. Rồi túi thì em may túi hai bên và túi rất là sâu nên mình được điện thoại thoải mái luôn. Mẫu này cho em là 1695, độ co giãn thì rất là nhiều, 40kg đến 70kg mặc vừa cho em. Ngày hôm nay em sẽ trên là chỉ có 349.000 đồng thôi cả nhà. 349.000 đồng mẫu em đang mặc nha. Ai lấy mẫu này thì mình chốt nhanh cho em nào cả nhà ơi. Ai lấy mẫu này chốt liền giùm em nha. Lên mã là 1695 kèm số điện thoại 349.000 đồng. Rồi thắt lưng này các chị lên mã cho em là thắt lưng hoa hồng. Thắt lưng hoa hồng nha cả nhà ơi, thắt lưng này chỉ có giá là 70.000. Cái này thắt lưng có hai màu, màu trắng và màu đen. Thắt lưng có hai màu, màu trắng và màu đen, đẹp chưa? Hai màu luôn. Rồi chốt này chỉ có giá là 70.000 cái thắt lưng này thôi. 70.000 cái thắt lưng này thôi cả nhà ơi, rất là đẹp nha. Chị nào lấy thắt lưng lên mã liền giùm em ạ. À, thắt lưng hoa hồng trắng hoặc đen 70.000. 70.000 nha cả nhà ơi, đẹp cực kỳ luôn. Có 70.000 cái thắt lưng thôi. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy thì mình nhanh tay đặt hàng sớm nha. Mã cho em là 1695. 1695 nha. Ngày hôm nay sale trên live cho mình với giá chỉ có là 349.000, hàng siêu phẩm, hết hàng hào của bên em. Mẫu này là mới về luôn nha. Em đảm bảo một khi mà các chị mặc cái mẫu này lên người là đi tới đâu người ta khen tới đó liền. Nó sang, trời ơi, nó đẹp xuất sắc mà form lên nó gọn.
những cái form như vậy, đặc biệt các chị hoặc là các cô trung tuổi mà mình có cái vòng eo vòng bụng á ở dưới mình hơi to cả nhà, thì cứ chọn cho em trên cái mẫu này đi. Em đảm bảo các dáng ngực của mình nó sẽ gọn, nó gọn, nó cho em hoàn toàn khuyết điểm cho mình luôn cả nhà, sang lắm luôn cả nhà ơi, đẹp lắm. Mẫu này không mua thì mình mua cái gì đây? 1695 nha. 1695 chỉ có 349.000 đồng thôi. Và 40kg đến tầm khoảng là 70kg có size vừa, vì độ co giãn của nó rất là nhiều nha các chị. Rồi 349.000 mẫu em đang mặc. Ai lấy mẫu này chốt liền cho em nè. Nhanh tay lên cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ qua cho mình nè. Thêm một cái mẫu khác thôi, để từ từ. Bây giờ em lên sale trước cho mình mẫu này nè. Cái này lên mã cho em là 1660 nhá. Hiện tại thì em chỉ còn có size CM thôi. Nó rất là đẹp. 1660. Nó đẹp lắm cả nhà ơi, nó sẽ có một cái mảng kim sa ở phía trước này. 1660. CM 40 kg đến 55 kg mặc vừa vào, em xả luôn 199.000 thôi. Hàng này là hàng nhung lạnh nha các chị. Hàng nhung lạnh nha, đẹp lắm luôn. Bây giờ nhá, em che đằng sau cho mình xem. Khoan, từ từ các chị. Vải này mặt vải bên trong rất là mát nha. Rồi bây giờ này em che đằng sau và em sẽ cho mình xem hình của cái mẫu này. Rồi ai lấy mẫu này thì cứ chốt cho em 1660, còn xe M nhá. Còn xe M em đang sale còn 199.000. Form sẽ như thế này nè các chị. Đó. Rồi các chị ơi, nó đẹp lắm, form nó gọn cực kỳ luôn nha. 1660. Nó còn size M và độ co giãn thì nó cũng có co giãn vừa cho mình ấy. Nên là 40kg đến 55kg các chị mặc vừa. Ai lấy mẫu này lên mã cho em là 1660 và kèm số điện thoại nha, 199.000, còn size M thôi nha các chị. Còn size M em xả luôn. Trời ơi đầm nó đẹp đó cả nhà ơi. Sang cực kỳ sang luôn á. Ai may mắn mà có vừa size của mình thì chốt liền thôi, khỏi cần phải chần chờ suy nghĩ đắn đo làm gì nữa, quá đẹp rồi. Hàng nhung lặn cao cấp luôn. Form body gọn người cực kỳ ha. Ai lấy mẫu này thì lên mã cho 1660. Đầm em đang mặc là 1695 nha, chốt sale giá là 349.000 nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo ạ. Mẫu tiếp theo em lên 1680. 1680 đầm đuôi cá kệ nhà ơi. 1680. Cái này thì em còn cho mình size M và một cái size XL. Size M và một cái size XL nha kệ nhà. 9 cái M và một cái size XL cuối cùng. Lên mã mẫu này cho em là 1680 nhé. Hôm nay em sale luôn còn cho mình là 199.000 luôn. Hết rồi cả nhà ơi. Hết hàng rồi. Còn có ít là em sale luôn 199.000, 1680. Rồi chị nào mình lấy mẫu này chốt liền cho em nha. Có 199.000 thôi nè. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Van gan 2 lớp nha cả nhà. Ai lấy mẫu này lên mã cho em là 1680 và kèm số điện thoại nha. Đặc biệt là chị nào mà tầm 60kg á, các chị lấy ngay size XL đi, em còn đúng một cái luôn á. Còn lại là em chỉ còn 9 cái size M thôi. Size M thì tầm khoảng 55kg chịu xuống hoặc vừa. Mã cho em là 1680. Em chốt sale hôm nay là còn có 199.000 nha. 199.000, chị nào mình ưng mẫu này thì mình lên đơn liền ngay bây giờ để được chốt đơn thành công nha cả nhà ơi. 1680 nhá. Cổ sẽ là cổ đắp chéo và sẽ được may liền luôn, không có bị hở nha cả nhà. Đó. Còn phía dưới này thì bên em sẽ may đắp chéo nè. Có phía dưới này là may đắp chéo nhưng mà sẽ là đắp chéo sâu qua bên trong luôn, nên là khi các chị mặc ha, nó có xẻ tà ra cho mình như thế này nhưng mà cũng không có bị hở quá nha cả nhà, nó vừa phải như thế này thôi. Và bên trong cũng có lớp lót thun cô tông cho mình nữa rồi. Rồi phía đằng sau dây khóa kéo nha cả nhà. Mã này cho em là 1680, còn size M 9 cái và một cái size XL cuối cùng, xả luôn 199.000, 1680. Rồi ok chị Phạm Thủy, size XL một cái cuối cùng hết luôn, vậy là còn
Còn lại size M chị nào chưa đặt lên đơn nha. Size M thì 40kg đến tầm 55kg, mặc vừa em sale còn 199 nha. Em sale còn 199 rất là rẻ rồi nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em qua mẫu tiếp theo cho nhà mình ạ. Đây em lên cho mình một cái mẫu đầm để các chị mặc công sở này. Đây là 1692 này cả nhà ơi. Một 1692 đầm này các chị mặc đi làm là đúng bà luôn. Lịch sự kín đáo cho các chị mình ha. Chị nào thích nó thoải mái hơn có thể gỡ cái nút này ra cũng được. Đầm này có túi 20. Đầm này có túi hai bên. Mã này của em là 1692. 1692 nha các chị ơi. Rồi nha cả nhà ơi, bây giờ nè. Đặc biệt luôn. Các chị ơi lên đơn liền, hàng mới về luôn nha cả nhà. Hôm nay nè cả nhà ơi, trong line này em sale shop nè. Giá là 349, nhưng mà nếu các chị đặt hàng ngay trên line cho em xin một đồ chia sẻ được không ạ? Thì em chốt ngay mẫu này luôn, 259.000 thôi. Cho em một lượt chia sẻ nha cả nhà. Đầm này thay vì 349 em chốt sale đặc biệt cho mình chỉ còn có 259.000. Mẫu van này ha, hai lớp cho mình form lên cực kỳ đẹp như thế này luôn. Và 40kg đến 65kg hoặc 68kg có size vừa luôn. Rồi lên mã cho em nha, 1692. Kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Alo. Rồi 259.000 mẫu này, 40kg đến 65kg có size vừa. Nhanh tay nha cả nhà ơi, giá gốc là 349.000. Hàng hôm nay mình chốt đi, có 259.000 rất là rẻ nha. Rồi em cảm ơn các chị đã theo dõi live này của em. Và hẹn gặp lại các chị vào ngày mai nha. Chị nào muốn săn xe mình ráng theo dõi ngày mai để mình săn đầm tiếp nha cả nhà. Chúc cả nhà mình ngủ ngon, bye bye các chị mình nha.